Soviet.vn, bạn đến được một bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello cho anh em, cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay mua Việt sẽ chơi VDS. Các bạn VDA cứ thích cà kịa thôi. Rõ ràng hai đứa họ ve với nhau. À sắp tới anh em ơi, đầu game thì mình đã show cái màn xuất hiện của VDS Kimolo rồi. VDA thì cũng có Kimolo, lồng tiếng Nhật Bản siêu chất. Nhưng mà đó là câu chuyện mùa sau nhé. Còn bây giờ thì đập được VDA rồi. Tiếp tục là đến bạn nhá đèn là phải dí cho chạy tụt quần luôn. Hoặc là mình phải dí cho lên bảng điểm số liên tục thì mới chừa nhá đèn được. Ok, hôm nay thì lại tiếp tục chơi con tướng hot hòn hòt trong mùa 21 VRS đi rừng. Đấu sĩ toàn năng, đấu sĩ mạnh bậc nhất mùa này đi rừng cực kỳ hiệu quả luôn nha. Một combo một mạng với chất tướng đấu sĩ vừa trâu, vừa nhây, vừa khỏe. Mở giao tranh tốt, khống chế nhiều. Nói chung là quá toàn năng luôn. Anh em có thể vác đi HP, đi mid, đi top và đi rừng. Tất nhiên là đi rừng khoái nhất rồi, và đi rừng mình được pha, mình có bùa xanh, bùa đỏ anh em ơi. Hack mạng dễ hơn và ở thì mình sẽ gánh team tốt hơn. Khi mà team mình chất tướng là mạnh đầu game, có khả năng áp lực team bạn với Liniana. Liniana anh em đừng nhìn nó là chất tướng late game nhưng nó là tướng áp lực được, và là tướng áp lực rất mạnh thời điểm đầu game, giữa game. Mà khi cuối game rồi thì nó bá, chính vậy nó là chút chóp đỉnh của chóp trong những con tướng pháp sư đứng giữa nha. Ok, nếu mà team mình để late game là cũng căng phết đấy. IV nè, Thor nè nè, Veda nè, con nào cũng khỏe hết anh em ơi. Không cẩn thận là ối rồi luôn. À còn anh Vân nữa, Vân ca anh em ơi. Veda thì cũng họ về với nhau rồi, mà cứ thích sang rừng mình chơi thôi, chơi cái trò áp lực. Gắt nha. Thế cứ bình tĩnh thôi, tí mình cho mỗi đứa một xích. Cái này thì combo, các bạn phải thực hiện được combo. Nếu mà có chiêu cuối các bạn hãy combo chiêu 2, chiêu 1 chuẩn xác mô nha. Mạng hơn lag một tí là không biết combo có mượt hay không. Đó, về là về đét. Hai đứa này phải quyện vào nhau mà chơi thôi. Đứa chạy, chạy đâu, ôi tốc biến kia. Rồi yên tâm, mình sẽ quay xích. Quay xích, rồi chiêu 2, chiêu 1, quay xích. Chưa đủ đam đâu không em ơi, nhưng mà 2 giây nữa là thời khắc đã đến. Nhây với ve, hai đứa họ ve, hay là hai đứa họ ve. Thực sự thì trang phục kimono của Veda mới chỉ có hình ảnh thôi, các bạn theo dõi trên màn hình. Còn trang phục kimono của VDS bên Đài Loan họ cũng hé lộ rồi, các bạn cũng theo dõi trên màn hình. Còn đầu game là các bạn cũng thấy màn xuất hiện siêu xịn sò. Ok, ôi cấu gì ở kia, ôi check map kìa, ôi nháy đèn với chúng tôi, lần sau chừa nháy đèn nha. Ai da ơi, nói chung là trận đấu này mình làm tốt đầu game thì team có Slowbone win sớm. Mặc dù team mình có Alice nhưng Van Hên này phải đầu game này, Nini này, Malok này, cuối game Thor này có đồ thì bắn 3 phát thì đi hết cả lũ. Vân ca một bổ Veda cũng đủ đam sốc. Nini làm gì vậy Nini ơi, tướng áp lực các bạn lại chơi như vậy thì chết nha. Thôi mình đúng đùm bắt cô giáo bò tay thằng top. Sao vậy, thôi để mình nói cho. Ây da, cầu băng à, ID cũng yếu quá nha. Cháu có mà chạy, chạy lên quận, hai đứa họ về. Quay xích, chưa ai, chưa một, quay xích, chưa vối. Cầu băng à, cầu băng không thoát được đâu. Không phải đổi đâu, cái lên top mình đo được rồi mà. Vâng thì yên tâm nha, cứ bình tĩnh các bạn sử dụng chiêu 2 này. Chiêu 2 này, chiêu 1 này, quay xích này. Đấy anh em thấy đơn giản chưa. Còn cái chiêu cuối của cái con VDS này không phải là chiêu để KS mạng hay là để last hit. Các bạn nghĩ vậy thì các bạn chưa chơi tốt VDS đâu. Các bạn hãy nghĩ đây là cái chiêu để áp sát mục tiêu, nhiều khi còn phải chạy nữa anh em ơi. Và cái chiêu này khi các bạn dùng chúng tướng địch, các bạn sẽ được tăng công vật lý.
Với lượng công vật lý đó, khi anh em tung tiếp chiêu 2, chiêu 1 và quay xích, các bạn sẽ có cái nguồn sát thương siêu to khổng lồ nha. Và nên trận này cũng lên phép, nên là phải end game trận đấu sớm anh em ơi. Và nên lên phép thì khả năng áp lực đầu game sẽ rất là mạnh luôn, đầu và giữa game cực kỳ khỏe. Nên là hình như nó slow-mo lại dễ rồi. Ây da, nhưng mà Nini liên tục là như vậy là không ổn đâu. Ở dưới này có 4 đứa này. Thôi mình farm quá nhỏ rồi, mình giọt nẹ ra mid hỗ trợ Van Halen thôi. Ôi Van Halen cũng chết lốt. Ây da, ở dưới là 3 đứa nha, mình không cản đâu, mình ra mid, mình lấy trụ mid này. Team bạn chắc cũng di chuyển có mid. À không, team bạn đẩy luôn thì mình cũng lấy được cái trụ này này. Nini không biết ra kịp không, chắc là không kịp rồi thôi. Malok mời Alice về đi để mình xử lý cái trụ rồi qua hỗ trợ anh em. Sau đó lùa chạy thụt quần nữa nha. 4 đứa, 4-3 này anh em ơi. Yên tâm mình bọc đầu này. Bọc đầu lên đi anh em ơi. Ơi đây 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 đây. Không cho AI về nha, không cho AI nhỉ. Ơi kìa. Ôi nhảy nội tại đi đâu mà ơi. Sau đó là AD này. Chụp của trước chiêu 2, chưa một quay xích chạy đi đâu. Ok lên luôn lên luôn lên luôn. Bố cho mình cái tốc chạy. Rồi chiêu 2 này, chiêu 1 này. Quay xích lụ mạng. Đó anh em ơi, tí bạn toàn tướng chạy bộ thôi, đuổi cũng dễ mà. Hiện tại thì mặc dù team mình bị thiệt cái trụ đường rồng là cái trụ thứ hai, nhưng bây giờ là phải làm thế nào để slow ball đây. Bắt mấy cái thanh niên đẩy lẻ đi đã, sau đó đẩy lính cao lên thì mình ăn xe xa và win. Chạy chạy đi đâu này. Ê, vẫn còn tốc biến, chắc vẫn còn lướt hai lần kìa. Thôi tập thập ăn xe xa anh em ơi. Lính thì cũng ok đấy, có mỗi lính ở xe xa hơi thấp một tí nhưng không sao. Thì bạn cũng lui hết về, Vân Cao về rồi. Anh em ở đường mid là cẩn thận nha. Mình không đến được đâu. Đang rửa con xe xa rồi. Đừng có chết hết nha. Ây da, da. Giết được AD thì bạn thì ngon này. Rồi sau đó thì nuôi đi. Ok ok. Mình thì cũng mất rất nhiều công để ăn cái con xe xa này. Càng phết nhở. Anh em mà cứ đánh nhau nữa là thua đó. Không, không ổn, không ổn rồi. Mình không có mát được pha này đâu. Ở những tình huống thế này các bạn nên bình tĩnh nha, đừng có nóng vội. Đặc biệt là khi mà dùng những chất tướng đầu game khỏe mà anh em nóng vội, anh em để bị sắt đao là toang đó anh em ơi. Đó, bình tĩnh nè, chạy đâu. Rồi yên tâm, đuổi được nha. Aya xuống kìa, Aya xuống cản, cản này, cản với chúng tôi, quay xích. Rồi trực với lại, xử lý được ngay anh em ơi. Ok rồi, bây giờ slow mo nha, bây giờ cứ thế đẩy thôi, Nini chơi hơi dở. Thực sự Nini nếu mà đánh tốt ý, thì game nó còn dễ hơn. Bởi vì nếu mà tay mình cầm Nini thì nó sẽ là hoàn toàn khác luôn. Một con tướng mình nghĩ là nếu mà các bạn cầm con đó, các bạn hoàn toàn có thể áp lực được con địch. Bởi vì nó là tướng kỹ năng. Nó là tướng kỹ năng anh em ơi, và nó có khả năng cấu rỉa tốt, khống chế từ xa. Đấy, cơ động cao. Anh em hoàn toàn có thể là áp lực tướng địch. Đặc biệt với các tướng Triệu Vân với Veda, làm sao ăn được Nini anh em ơi. Chùm biết đó anh em ơi. Tập trung nào, tập trung nào. Tập trung nào anh em ơi, bây giờ combat là team mình win. Chứ để late game combat là thua. Mà tập trung đi, không nể nữa Nini ơi. Bạn mà bị chết nữa thì làm sao mà slow ball được đây. Bây giờ phải khiến team bạn combat. Đang muốn khiến mà bạn combat luôn. Của giáo Veda này. Hai chị em họ V. Chạy. Ui tốc biến. Thế thì quay lại xử lý Triệu Vân. Nếu khi anh em không cố dướn theo những mục tiêu ở phía sau đội hình team bạn, mà các bạn hãy tập trung chơi hội đồng những mục tiêu ở phía sâu đội hình team mình. Đó, nhiều khi mình cũng là nhảy trước cuối lên để áp lực đó. Nhưng sau đó nếu mà thấy ở trên thì toàn team bạn, mà ở dưới thì toàn team mình, mà lại có một mục tiêu lọt ở đội hình team mình thì chúng ta quay trở lại. Đó, anh em thấy chưa? Một combo một mạng. Nhiều khi mà thực ra chúng ta cũng không nên khô máu quá. Hãy nhìn team ở vị trí nào mà chúng ta di chuyển nha anh em ơi. Việc các bạn giữ vị trí trong giao tranh nó cực kỳ quan trọng, dù anh em là đấu sĩ hay các bạn là AD. Đó. Có thể bạn rất là xanh 6-7-0 hay là 10-0 gì đó, nhưng mà đứng sai vị trí hoặc là quá là
tự tin và khả năng là trâu bò của mình, trong khi mình nên đồ semi và nhiều đam, thì các bạn chắc chắn sẽ bốc hơi. Và khi mà team bạn xử lý được mình thì trận đấu sẽ là lật ngược cái cờ đấy anh em ơi. Van Hên đang yếu đi rồi. Malok với Alice thì thực hiện một combo cũng khá đẹp, nhưng phải có combo cơ. Còn nếu không thì tí nữa Tho Lè sẽ bắn cả bản đồ luôn. Tho Lè thì thôi cứ để mình xử lý nha. Dù gì mình là đấu sĩ kiêm sát thủ mà. Một combo bản mạng luôn nha. Tất nhiên là phút 11 thì mình chưa đủ đồ để một combo bản mạng với những con tướng cho bò. Nhưng Tho Lè hay Vena thì nó là khác anh em ơi. Ơ kìa, chơi trận lính Aya với ID. Ôi về, về ơi, về nào ơi. Sao họ về giống VRS mà chơi quê vậy. Di chuyển như kiểu bị lag game ý. Thôi ăn tiếp con Cesa mà đẩy lại. Ok không ăn. Trời ơi, không đùa được anh em ơi. Khó chịu quá. Aya. Nhưng mà không về. Không về thì thôi thì mình win luôn nha. Đang tính thế nào để win, team bạn đã tạo cơ hội cho để win đó. Chỉ cần team bạn giao tranh là thua. Còn team bạn cứ ôm, sau đó thì chờ đợi lết là team bạn thắng. Có vậy thôi mà cũng nao ra, thế là chết hết. Ok, anh em thấy combo khỏe chưa? Kiêm sát thủ luôn, đấu sĩ kiêm sát thủ. Tầm này team bạn cứ lao ra từng đứa một để từng đứa chết thôi. Van Hên mà cứ combo một mục tiêu thì nó khỏe lắm, nhưng mà bắn ra anh tổng thì nó lại không khỏe. Ok, và có lẽ thì video clip mô Việt trời VNF đến là hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.